giống này. Trên sông hàng trăm tàu thuyền trang danh bên mặt sông Sài Gòn, đoạn từ Phú Hòa Đông đến Dầu Tiếng, thực hiện chuyến bằng quay trên đường biển tham dự vòng ghép dẫn vòng quay lưu đoạn 1 và lưu đoạn 3 sẽ bằng tuyến số 1 bệnh nhân anh ngã đầu biển, lưu đoạn 2 và lưu đoạn 196 sư đoàn bộ binh cơ giới 25 mặt đề kiểm lực diện đến lưu đoạn dù 473